với nhiệt độ trung bình hàng năm từ 16 đến 20 độ C. Các xã vùng cao huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La có khí hậu quanh năm mát mẻ. Cùng với đó là nguồn nước lạnh dồi dào từ các khu rừng, khe suối. Đây chính là điều kiện quan trọng để nuôi các loại cá nước lạnh. Từ những lợi thế này, năm 2018, Hợp tác xã Thủy sản Xím Vàng đã được thành lập, chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm cá hồi và cá tầm. Khu vực Xím Vàng này có rất nhiều con suối, khe suối có nguồn nước lạnh dồi dào, nên anh em chúng tôi quyết định lựa chọn cái bản Xím Vàng và có vị trí địa thế gần thuận tiện cho đường giao thông để thực hiện việc nuôi cái cá nước lạnh này. Mặc dù việc đầu tư nuôi cá nước lạnh khá tốn kém, như kinh phí xây dựng bể nuôi, đường ống dẫn nước, đặc biệt là nguồn thức ăn vẫn chủ yếu là nhập khẩu. Tuy nhiên, sau 2 năm, Hợp tác xã Thủy sản Xím Vàng đã xây dựng được 5 ao nuôi với diện tích 1.500m2 mặt nước, cho thu hoạch 7 tấn cá hồi và 15 tấn cá tầm thương phẩm. Cá sinh trưởng tốt, ít bệnh. Chất lượng cá nơi đây được người tiêu dùng đánh giá cao. Thưởng thức cái sản phẩm cá tầm và cá hồi nhiều lần rồi. Nhưng lần đầu tiên cái sản phẩm này có mặt ở vùng cao Bắc Yên thì tôi thấy là cái sản phẩm này rất là tốt. Và cũng mấy năm gần đây thì cũng được đơn vị cá hồi ở đây đầu tư cá hồi thì thấy nếu mà được cái nhân rộng thì trong thời gian tới thì bà con có thể cũng học hỏi kinh nghiệm và cái sau này cũng sẽ phát triển theo hướng là phát triển du lịch thì cũng sẽ góp phần tạo điều kiện và tăng thu nhập cho bà con nhân dân của xã Xím Vàng. Không chỉ ở Xím Vàng mà nền khí hậu mát mẻ cùng nguồn nước phong phú sẽ là cơ sở cho nhiều xã vùng cao khác ở Bắc Yên, từ đó có thể góp phần cải thiện thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hiện nay mới chỉ đảm bảo cung ứng trên địa bàn huyện nhưng cũng là một hướng đi mở mới cho đối với các xã vùng cao còn lại có những cái khí hậu, nguồn nước và độ cao tương tự đó là Tà Xùa, Háng Đồng, Hang Chú thì đều có thể áp dụng được cái mô hình này. Với giá thị trường là 200.000 đồng trên 1kg cá tầm và 300.000 đồng trên 1kg cá hồi, chất lượng sản phẩm được đánh giá cao. Nếu được quan tâm, đầu tư và mở rộng, sản phẩm cá nước lạnh tại huyện Bắc Yên sẽ là một hướng đi triển vọng trong tương lai.